tất cả những cái cảnh ngộ gì cuộc đời mình đang gặp phải dù là đời này mình không có làm gì ác như là mình thấy mình không làm gì ác nữa. nhưng mà tại sao cuộc đời của mình cứ gặp những cái sự mà rắc rối trở ngại không à thấy sống thường gặp những cái điều mà chắc chở trong cuộc đời không có thuận tiện vì mình có tin Phật không nếu như mình tin Phật thì Đức Phật dạy mình là con phải tin nhân quả Nhân quả thông ba đời Ba đời đây gọi là quá khứ hiện tại vị lai Gieo nhân gì gặt quả báo nấy Đời này của chúng ta mới tu phước Có khi tội nghiệp gọi là nghiệp chướng còn nặng quá Phước báo chưa có hiển hiện Chứ không phải là không có phước Đời này người này tạo tội Nhưng mà mình thấy họ là sao Sống phơ phớt Không phải là không có quả báo Mà là do chưa đến Vì phước họ còn nhiều quá Giống như bây giờ Người này họ Chữ một số lượng nước sạch rất nhiều Dù là hiện tại nhiều người Người ta không có nước sạch để uống Nhưng người này Họ cứ uống liên tục vậy mà họ vẫn có nước sạch để uống Tuy là họ uống Liên tục nhưng mà họ vẫn còn Có nghĩa là do họ chữ nhiều quá Thì giống như Người đã tạo phước nhiều quá rồi Dù là hiện tại đời này họ tạo ác nó tổn phước của họ cũng rất nhiều nhưng họ vẫn còn thừa phước nên quý vị thấy họ tạo ác mà họ vẫn sống phơ phớ có khi sự nghiệp phát triển mình nói rằng làm ác mà đâu có quả báo gì đâu còn người này người ta làm thiện mà tại sao quả báo đến với người ta những điều chắc chở khó khăn trong cuộc đời cứ thường đến với người ta vậy là mình không tin phật rồi Gọi là nhân quả thông ba đời Mình phải tin Phật chứ Tu phước không phải là không có phước Mà là Nhân duyên phước báo Chưa đủ duyên đến Nhất định sẽ đến Tạo nghiệp ác không phải là không có quả báo ác Mà là do Quả báo ác chưa đủ duyên để đến Chưa đủ duyên đến Chứ không phải là không đến từ nơi đó mình phải tin nhân quả đó gọi là tin phật nên phật dạy mình một cái ý niệm sai ác nhất định phải đoạn trừ nên mỗi ngày mình thường niệm ai với đà phật đi đứng nằm ngồi niệm ai với đà phật nhớ ai với đà phật tạo thành một cái ý niệm là ai với đà phật mỗi một cái hạt giống trồng vào mảnh đất tâm của mình là ai với đà phật ai với đà phật hạt giống đã là ai với đà phật thì thành quả là ai với đà phật gọi là niệm phật là nhân nhân là hạt giống nhân niệm phật thì quả thành phật phải nhớ chúng ta nghe nhân quả mình chỉ cần nhìn vào cái việc trồng trọt mình cũng có thể hiểu ra nhân quả thí dụ như năm nay chúng ta trồng đậu thì nhất định chúng ta sẽ gặt hái đậu trồng là nhất định sẽ có gặt hái nhưng quý vị coi một cái đám đậu có những người thì chăm bón kỹ lưỡng thương cái giường đậu này vô cùng thì nhất định họ bỏ công ra nhiều chăm bón tỉ mỉ thì gặt hái của họ là bỏi thú cũng có những người trồng đậu nhưng họ khi trồng xong thì lâu lâu đến tưới nước một chút mà để cỏ rác um tùm họ cũng không quan tâm gì đến cái giường đậu bao nhiêu hết vậy thì họ cũng sẽ có đậu nhưng mà cái gặt hái của họ sao bằng được bằng cái người mà người ta tỉ mỉ người ta chăm nơm cái giường đậu kỹ lưỡng Vậy thì Chúng ta cũng hiểu ra định lực nhân quả Mình niệm Phật Người kia cũng niệm Phật Nhưng người này á Thì niệm Phật trí thành Cung kính Người này á Ở trong tam bảo Nhiệt tình phục vụ chúng sanh Quan hỷ vui vẻ Phát tâm rộng lớn dù là gặp một số điều trở ngại khi mình giúp người nhưng người không cảm ơn mà người còn phỉ bán người còn châm chích người còn nói xấu mình nhưng người ta tin nhân quả người ta không có buồn trách họ người ta lo bồi dưỡng cái tâm người ta người ta không đem những thứ rắc rối để vào tâm người ta mỗi ngày chăm bón cái mảnh đất tâm người ta sạch sẽ Người ta mỗi ngày trồng hạt giống câu Phật hiệu vào Thì nhất định là một đời này Họ sẽ thành thụ con đường giải thoát là chắc chắn Tu thì cùng tu Nhưng mỗi một người về cái cách chăm bón mảnh đắc tâm thì khác nhau Thì cái thu hoạch cũng khác nhau Giống như giường đậu chúng ta ví dụ Cũng là hai người cùng trồng đậu Nhưng thu hoạch thì khác nhau có những người thì có kinh nghiệm trồng, Có những người thì tuy chồng nhưng không có kinh nghiệm chăm bón gì hết vậy thì nhất định là khi gặt hái quý vị làm sao thạnh bằng cái người có kinh nghiệm kia nên á mình là người tu học phải nhớ phải hiểu tất cả những việc gì mình đang làm mình phải hiểu chứ mình suy ra từ khi ngoài đời mình đi học rồi mình đi làm bất cứ việc gì mình cũng niệm niệm là gì cá nhân mình hoặc là vì người thân mình là cũng mở rộng ra một chút rồi đó Chứ phần nhiều là vì cá nhân mình Bây giờ mình đi vào trong ngôi tam bảo Mình làm việc suốt Mình không có lãnh lương gì Rồi mình nhiệt tình Mình lo lắng giúp đỡ cho những người Dù là xa lạ mình không quen biết Đi đến chùa mình nhiệt tình Mình lo từ Miếng cơm Miếng nước Lo cho chỗ ngủ nghỉ Dọn dẹp phòng ốc rửa nhà vệ sinh rồi dọn dẹp nhà ăn có nghĩa là tất cả các khâu còn quý thầy thì công việc của quý thầy hướng dẫn tu hành có nghĩa là rất là nhiều đôi tay kết hợp lại để mà giúp đỡ những chúng sanh về đây tu dù là có khi mình chưa từng quen họ gì hết vì thì mình ngồi bình tĩnh suy nghĩ từ khi mình ngoài đời cái gì cũng là cá nhân mình hết phần nhiều vậy thì cái nhân là cá nhân mình Thì cái quả là ích kỷ mà Nên Phật nói trong Kinh Vô Lượng Thọ Niệm niệm nghĩ gì mình thì thân tối đen Niệm niệm nghĩ gì người Mà hướng đến giải thoát thì thân sắc vàng rồng Vậy thì mình sẽ nghĩ ra được là Ngày xưa ngoài đời Mình niệm niệm, niệm điều nghĩ gì mình Bây giờ mình đi vào ngôi tam bảo Là niệm, niệm niệm nghĩ gì người Đó là tu hành Chứ đâu phải nói rằng là tu hành chỉ có cái việc là quý vị lên chánh điện Hoặc là quý vị ngồi im im đó Hoặc là quý vị ngồi mỗi ngày phải dụng công thì sao đó Mà tâm lượng không mở rộng ra Làm sao gọi là tu hành Danh hiệu của Đức Phật A Di Đà Tặng hư không khắp pháp giới Mười phương chư Phật đều tán thán Có nghĩa là ai cũng quý thương Phật A Di Đà Và Ngài niệm niệm điều gì Tất cả những người Tặng hư không khắp pháp giới nên người ta tặng hư không khắp pháp giới mới quý thương hoặc ai di đà là tâm lượng của ngài rộng lớn thì ngài được cái quả là rộng lớn mình bây giờ mình lấy cái thành quả của ngài là danh hiệu ai Di đà phật để làm nhân tu cho mình vậy mà mình niệm ai với đà phật mỗi ngày mình không hiểu được cái việc làm của mình mình không mở rộng tâm lượng mình ra vậy thì quý vị tuy là niệm phật nhưng vẫn u sầu buồn bã nhớ nè mình học phật á mà mình kiểm qua có công phu hay không là chỗ này nè ngày xưa mình ngoài đời cái gì cũng lo âu rắc rối buồn phiền rầu rĩ cái gì cũng lo hết nào là lo về tương lai nào là cứ nghĩ về quá khứ mà không nhìn cái hiện tại mỗi ngày đang sống nếu như mỗi ngày hiện tại đang sống tốt sống vui không có bị vật chất buộc ràng không có bị danh lợi buộc ràng Vậy thì cái nhân của mỗi ngày chú trọng sống Sống quan hệ, sống tha thứ Thì quý vị sẽ thấy ra được Cái nhân mỗi ngày nó chiêu cảm thành cái quả Là thù thân Nhưng Mình không hiểu Mình không nhìn được Cái nhân mỗi ngày phải sống như thế nào Ở trong giai trò học Phật mà mình cứ là nghĩ về tương lai sao thấy xa vờ Nghĩ đến cái chuyện giảng sanh sao thấy xa vờ Cứ nghĩ như vậy để đi vào tiêu cực Rồi ngồi suy nghĩ về quá khứ Cứ là như vậy mà sống như vậy thì Quý vị là người học Phật không có công phu gì hết Người dụng công tu hành niệm Phật Hay bất cứ một pháp môn nào Quý vị phải kiểm qua cái tâm này Đó là Mỗi năm mình tu học. Coi coi cái sự vui buồn của mình. Bên nào tăng bên nào giảm. Nếu như càng tu học mà lo buồn tăng, vậy thì việc tu học quý vị không có kết quả. Càng tu học mà niềm vui nhiều, sự lo âu buồn khổ giảm xuống, vậy thì tu học có kết quả. Quý vị phải nhớ rằng Niềm vui là chất dinh dưỡng cao cấp nhất Nên Đức Phật Ngài luôn luôn sống trong cái pháp vị quan hỷ Đây là tâm giải thoát Ngài không có bị Cái cảnh duyên buộc ràng Ngài gì cả Ngài tin hoàn toàn vào định lực nhân quả Từ nơi đó mà Ngài sống rất là an vui tự tại còn mình thì cứ lo âu nặng nề suy nghĩ đủ diện những người học phật mà như vậy thì ai dám học phật theo quý vị những đức từng nói một câu rằng bây giờ số lượng chùa mình hai bên đông như vậy bây giờ những đức cùng với tất cả quý thầy dù là có đi kiếm tiền hay là có đi kinh doanh làm ăn gì cũng lo không nổi chứ bây giờ có lo cũng bằng không mà. vậy thì cái chỗ nào đặc biệt nhất mà lờ phật dạy bây giờ chúng ta phải cùng chung tay nhiệt tình mỗi một vị trí để chúng ta hết lòng lo lắng giúp đỡ cho nhau nhớ cái câu cho nhau có nghĩa là mình giúp người ta người ta cũng đang giúp mình đó giúp đỡ cho nhau rồi người trên thì phiên đại chúng mỗi người cùng chung tay nhiệt tình để mà nắm chặt vòng tay niệm Phật cầu sanh cực lạc Như vậy thì mỗi một thành viên sống trong đây Ai cũng là người nhiệt tình Ai cũng là người siêng niệm Phật Ai cũng là người có thể tha thứ cho nhau Tại vì chúng ta đều là phàm phu đang tu sửa Đã là đang tu sửa Vậy thì mỗi một người chúng ta còn sai Chúng ta nên tha thứ cho nhau Trong khi nóng giận Hãy Thương yêu nhau như con một cha Dìu dắt lẫn nhau vào con đường tu học Nếu mỗi một người chúng ta có thể giữ được Chọn lành, chọn sáng Chí thành niệm Phật Thì khi sanh về khỏi Tây Phương An dưỡng An dưỡng là học đạo Gần thân cận với Phật A Di Đà Thì tiến tu, tiến thẳng đến khi thành Phật mà hiện tại chúng ta là người đang tu sửa Vậy thì mỗi người đang tu sửa Có những người thì sửa nhiều Có những người thì mới sửa Như vậy thì chúng ta mỗi người ai cũng còn sai Vậy thì mình phải tha thứ cho nhau Như con một cha Mình cùng giúp đỡ nhau là dìu dắt nhau Vào con đường tu học này Cùng niệm Phật như vậy Thì mình đem cái giáo lý để mà mình phiên nhau Mình giúp nhau tu Chỉ có cái cách này là cái cách mà Hai bên đạo tràng đông như vậy mà cuộc sống ổn định Vì sao? Vì chúng ta gọi là đoàn kết biết thương yêu nhau Giúp đỡ lẫn nhau Quý vị nhớ rằng mỗi một người chúng ta Ai cũng là có một cái dòng nước mắt mặn Ai cũng là có một cái dòng máu đỏ giống như nhau Ai cũng mong mình được thương yêu và giúp đỡ cả Chúng ta đừng nên hạt khắc Đừng nên dùng những lời lẽ làm nhau đau khổ dù lỡ mình là phàm phu có lỡ nói Nhưng mai mốt mình phải chỉnh sửa lại Hoặc là cái người nghe kia mình là người tu học Mình tự nói với chính mình rằng Đây đều là quả báo mà chính mình đã từng tạo nhân bây giờ gặp quả Thôi vui trả cho xong một lời nặng nề này Đừng nên đem nó để trong tâm Để làm mình nặng nề đừng nên tăng thêm cái ngã chướng mà làm cho mình khó tu có nghĩa là trong giáo pháp của đức thế tôn là đem sự giáo dục làm chính để mà hóa giải nội tâm của mỗi người nhưng đức thấy rõ ràng là hai bên đạo tràng chúng ta đông người vô cùng nhưng chỉ có mỗi ngày chúng ta chia sẻ phật pháp để hóa giải nội tâm của mỗi một con người tu học trong đây vậy mà cuộc sống vô cùng là ổn định rõ ràng là mỗi một người sửa đổi thì mỗi một người phước tăng lên giống như mỗi một người sửa lỗi là mỗi một người đang thắp lên một ngọn đèn vậy thì nhiều người cùng thắp lên ngọn đèn vậy thì bóng tối vô minh tự nhiên tan biến còn nếu như bóng tối thì dày đặc nhưng một ngọn đèn chúng ta nó quá nhỏ vậy thì khó thế nào phá tan được bóng tối vô minh nên chúng ta tu học chứ tổ sư nói nương chúng nhờ chúng Đức giống như biển cả mênh mông, vì sao? Vì mỗi một người đang tu học là mỗi một người đang thắp lên ngọn đèn. Nếu chúng ta sửa nhiều thì ngọn đèn chúng ta sáng nhiều, chúng ta sửa ít thì ngọn đèn chúng ta sáng ít. Nhưng mà mỗi người đều có một ánh sáng. Chúng ta cùng sống trong ánh sáng đó thì tức khắc bóng tối vô minh trong nội tâm chúng ta tự nhiên tan biến. Hay lắm, rất là hay. Như vậy thấy rõ ràng, sống trong đại chúng á dù cỡ nào đi chăng nữa quý vị cũng không có lo nặng nề gì sao vì mình lỡ gặp sự cố gì cũng còn nhiều người để sẽ lo lắng cho mình từ nào đó mà tổ sư đã nói nương chúng nhờ chúng là như vậy phải nhớ mình học phật phải tin phật đó quý vị biết rằng có những cụ trong chùa ti lỡ trong chùa nhưng mình không tin phật mình không tin phật khi cặn tử nghiệp mình tự nhiên mình đi về nhà mình chết à? có không có mà còn có một cụ này và cụ chín mấy tuổi mới đây nè bà bên kia tự nhiên bà yếu đi những đức thấy bà trong lòng những đức cứ là thôi thúc mình là mình đưa bà cụ về đây để mà hộ niệm cho bà hết lòng giúp đỡ cho bà tự nhiên đưa bà về đây bữa nay bà vô phòng hộ niệm bà yếu à sắp mắt à từ đó đối với vị thấy rõ ràng là mình phải tin phật mình tin hoàn toàn vào Phật là mình chẳng thật niệm Phật. Mình tin vào Phật thì mình phải tin nhân quả, mình sửa đổi lỗi lầm. Mình tin vào Phật thì mình không có hờn trách ai hết trơn á. Mình tin vào Phật thì mình đi đến đâu mình cố gắng sống đúng theo nội quy ở nơi đó, mình đừng có phá quy của người ta. Còn nếu như cái nơi đó mình đã không chấp thuận thì mình cứ đi tìm cái nơi nào đó mà mình tu học nhưng mình đã chọn thì mình phải suy nghĩ cho kỹ phải nhớ phải nhớ cái câu là sai một ly đi ngàn dặm đã chọn thì phải suy nghĩ cho kỹ chứ không phải rằng là mình thích đi thì đi, đi thích gì thì gì không phải đâu phải nhớ đó mình phải trả một cái giá đắt đắt cho sự chọn lựa của mình khi chọn lựa rồi lỡ mình đi đến một nơi nào đó mình tu không được mình phải bình tĩnh suy nghĩ cái ông thầy mà ông đã từng nói cho mình nghe và chỉ dạy mình mình đã từng không nghe lời ổng Bây giờ mình như vậy Bây giờ mình Dù là mình không gì Nhưng nhất định mình hãy gây dựng lại Chính mình Tại vì ngày xưa mình không biết trân quý Những gì ông đó ông dạy mình Bây giờ mình Cãi, mình tự ý, mình làm Thì mình phải trả một cái giá Đối với bản thân mình Khi trả một cái giá như vậy rồi mình phải Luôn luôn cảnh tỉnh mình Để phấn trắng lên nên đại chúng trong chùa phải nhớ Đừng nên sống gỡ cho qua ngày đoạn tháng Mà hãy sống thật đi Nhân thật thì quả thật Nhân giả thì quả giả Nên những đức á, từng kể cho mấy cô nghe Mấy chú nghe Đạo tràng Đông Thiên Mục Sơn Đạo tràng chiên niệm Phật Các vị Pháp Sư vào đó ngồi thiền Tu các Pháp khác Tối lại ngủ thằng hộ pháp đều là ginh ra ngoài Như vậy thì một đầu chàng chiên tu niệm Phật Quy củ người ta đưa ra Mình không làm theo Quy củ nơi đó người ta đưa ra Như vậy thì mình nên chọn phương hướng Đừng nên sống gỡ Nhưng nhớ phải suy nghĩ cho thật kỹ Mình đã chọn thì phải trả một cái giá đối chính mình Nhưng tất cả những cái giáo học nào cũng có cái hay của nó hết Phải nhớ đó Những đức nói dù là Những đức từng nói rằng Mình là một người khùng khùng điên điên Ngu dại Không hiểu biết nhiều Nhưng quý vị phải nhớ Nếu như những đức không có duyên với tịnh độ Thì không thể nào Mỗi ngày phiên người ta niệm Phật Và rất nhiều người hiện tại Họ đang nghe những đức chia sẻ Từ nơi đó khi trong lòng mình muốn suy nghĩ người đó một điều gì hoặc là mình không tin như vậy thì mình cứ đi theo phương hướng gì mình muốn làm đi thử đi mình làm thử để mình trưởng thành một chút đừng nên sống gỡ còn những người khi họ có duyên với mình họ tin tưởng họ chân thật họ niệm phật thì nhất định họ sẽ cố gắng niệm phật Thật sự mà nói thì cũng rất nhiều người thử rồi Phần nhiều những đức thấy Đều là rất sạch Tổ sư đã nói là nương chúng nhờ chúng mà Rồi Đức Phật đã quyền ký là thờ mạt Pháp Là người niệm Phật thanh tú mà Mà những đức cũng rõ ra đại chúng nghe rất rõ ràng quý vị Cái nơ ở chư tổ sư nói Cái nơ lo cho mình cuộc sống Lo cho mình cơm ăn áo bằng có phương pháp cho mình tu hướng mình đi đến chỗ dạy thoát cái nơi này dù người ta có khó khăn với mình bây giờ mình cũng không bỏ đi nữa còn cái nơi ở mà tiện lợi vô cùng để cho mình tùy tiện cuộc sống thì tự cá nhân phương pháp tu thì không rõ ràng không ai động viên mình cái chuyện tu học Cầu sanh cực lạc giải thoát Cái chỗ này Dù là không đuổi mình cũng đi Nên có những người hiện tại Họ không có nhìn nhận được cái việc Họ vào ngôi tam bảo Mà nhiều người già đang ở đây Họ mỗi ngày đang tu phước được Họ đâu có nhìn nhận được cái việc này Họ chỉ nghĩ về cái việc Bây giờ mình phải cố gắng Mình tu học để mình dụng công phu làm sao làm sao nhưng bây giờ cái cõi đời này quý vị suy nghĩ Sống ở cõi đời này Nơi nào mà không có con người hả quý vị Dù cái nơi quan sơ từ từ người ta cũng Khai mở ra Khu dân cư Rồi tiếp tục phân lô bán đất Tại vì sao? Vì đất nó không có nở Mà có người thì mỗi năm nó càng nở Có người ra thêm cái xã hội bây giờ quý vị đi tìm đâu mà nơi không có người Nên cái người mà chia sẻ Phật Pháp Dù là mình có nhân viên Mình ở một mình mình tu học một hai người Nhưng khi mình chia sẻ Phật Pháp Mình đừng có chỉ người ta là một hai người Không sống với đại chúng Quý vị nhớ nè Một người mà không sống với con người được Vậy thì quý vị khổ lắm Hôm qua những đức gặp một Vị sức gia này Năm nay vị này 90 tuổi 90 tuổi quý vị à Khi vô đó, Đạo tràng mình Muốn sinh ở niệm Phật Quý thầy hỏi Thì ngài nói ngài 90 tuổi Quý thầy thỉnh hỏi Là ngài Thời gian tu học lâu như vậy Mà Ngài tu các pháp môn gì Tại vì đâu chàng mình chiến niệm Phật mà Nhận người phải hỏi kỹ chứ Thì vị này nói rằng là Tu rất nhiều Pháp môn Tu rất là nhiều Pháp môn Nhưng đến tuổi già này rồi Thấy rằng Chỉ có niệm Phật mới được thôi Nhưng mà Nếu ở được thì có một lý do Lý do gì? Phải có một nơi riêng biệt cho Ngài ở Và sống cùng với mọi người thì sống không quen Phải có một nơi nào thanh tịnh để Ngài ở Thì vị Thầy Đăng ký nói rằng Chỗ con ở đây rất đông người Làm sao có được chỗ nào riêng biệt Thanh tịnh không có người được Thì Ngài ra đi 90 tuổi Vẫn còn lên đên Đi tìm một chỗ ở tu Từ ngay chỗ nào quý vị Thường sống một mình Không sống cùng với chúng được Quý vị phải nhớ rằng Có người càng ngày càng nở rộng Có người ra như vậy thì Có người rất đông Làm sao mà mình ở đâu Mà không có con người được quý vị Mà đã là con người thì có con người tốt Có con người xấu, con người tâm lượng rộng có người tâm lượng hẹp có người thì có con người cao người lùn người mặt, người ốm người đẹp người xấu thì có hết tâm tính nó chiêu cảm cái hình tướng vậy thì mình kêu người ta giống mình cũng không được mình giống người ta cũng không được nên mình mới có thể dung hòa là nhờ mình tin nhân quả rồi nhờ mình có tâm cầu giải thoát nên mình có thể dung hòa cùng với tất cả con người Cùng sống cùng tu Phải nhớ phải rèn luyện mình ở trong con người Trong đại chúng Thí dụ như các cô Ở đây nói rằng Sống với tất cả các cô Cảm thấy khó sống Còn có những người ni nói rằng Sống với bên ni còn khó sống Bên ni thì thích Sống với các vị tăng Tăng thì nói rằng Sống tăng với tăng với nhau thì cũng khó sống Khó đây là do tại mình Chứ không phải là do tại cái ngoại cảnh Nếu mình chân thật tin nhân quả Có tâm tu học cầu sanh cực lạc thì mình không có đổ thừa cho ngoại cảnh Mà là chính bản thân mình Không có chữ nhẫn trong con đường tu Dù là mình sống với bao nhiêu con người người ta như thế nào Nhưng mình có thể dung hòa sống Nhưng mà mình biết cái đúng cái sai Việc tu của mình Nhờ ngay chỗ những điểm đó Mà rèn mình ra được chữ nhẫn Nên có những cô tu Sống cùng với chúng Sống cùng với chị em mà muốn đơn lẻ Muốn cá nhân Muốn một hai người riêng biệt thì quý vị coi cuối cùng Mấy cô mấy chú này có ở trong chùa được đâu Rồi cuối cùng đi Đi một vòng rồi cuối cùng lên đền Hoặc là đi ra ngoài đời luôn Nên khi sau này đi ra ngoài Đi ra đời luôn đó Thì nhớ đến lời này Nhớ đến lời này Lời này nhắc nhở sau này cố gắng Dù ở ngoài đời có làm việc gì Nhưng cố gắng mình phải nghĩ Mình là người đã từng nghe Phật Pháp Cuộc đời có người này nó khoảnh khắc đến với mình mau lắm Lây quay rồi đến tuổi già Như vị thầy cái 90 tuổi vẫn còn lên đến Học nhiều pháp môn vô cùng Đến 90 tuổi rồi vẫn muốn tìm một chỗ ở để niệm Phật Mà không ở được gì do muốn một mình Nên tất cả những vị giảng Pháp phải nhớ Đừng nên nghĩ rằng mình một mình mình thanh tịnh Chúng sanh bây giờ Khó tìm nó nào một mình họ mà tu được lắm Dù mình có sức mạnh Nhưng mình phải nghĩ Người ta đâu phải ai cũng có sức mạnh như mình Mình ở tu một mình được Nhưng mình phải nghĩ chúng sanh căn cơ không phải giống mình Như vậy thì mình mới là người nhìn được căn cơ chúng sanh Mà chia sẻ Phật Pháp Có cái tâm giúp người Phải có trí tuệ Đừng đưa người ta vào Con đường cục của cuộc đời Có những người chỉ biết nhìn vào cái việc tu của mình Mà quên đi chúng sanh khoảng nhiều là khác Thí dụ những đức là người xuất gia Có thể ở một cái cốc Vì thời gian những đức tu học lâu Những đức được cái duyên công chúng giúp đỡ Nên những đức ở một cái cốc riêng Có người phục vụ lo lắng Mỗi ngày những đức chỉ chia sẻ Phật Pháp Như vậy thì những đức nói về một khía cạnh nào thôi Chứ quý vị đâu có nói tổng thể rộng được Vì quý vị đâu có sống với mọi người đâu Mà nói tổng thể được quý vị Nên mình là người chia sẻ Phật Pháp Phải nhìn tổng thể rộng Xã hội càng ngày càng là có người bọn biểu nên cái niệm Phật này là áp dụng trong tất cả cuộc sống chứ đâu thể nào bỏ chúng sanh mà mình ghiêng lẽ niệm Phật được quý vị phải nhớ hôm qua những đức gặp lại vị này là cư sĩ nhưng ngoài đời những đức thường gọi là thầy ông dạy trường đại học nhưng Ông có những kiến thức học tập về Phật Pháp vô cùng phong phú Ngày xưa những đứa ngoài đời nhờ cũng quen được ông Nên ông cũng dẫn dắt những đứa gặp được Phật Pháp Thời gian những đứa đi tu bây giờ cũng 11 năm 11 năm mới gặp lại Hôm qua những đứa đang ngồi đây chia sẻ Phật Pháp thì thầy đi cùng với thì mấy người Khi đến đây và chờ đâu một chút gì những đức chia sẻ Phật pháp xong ở đây rồi thầy đứng ngay cửa sổ những đức vừa chia sẻ Phật pháp xong những đức bước xuống ghế những đức nhìn thấy thầy 11 năm gặp lại vừa gặp một cái là tự nhiên mình có một ấn tượng đặc biệt vừa gặp một cái là nhớ liền quý vị thầy bước vào thầy hỏi thầy có nhớ tôi không thì những đức nói thầy đức Sao không nhớ được thầy Tính ra mười mấy năm chờ Thầy trò mình mới gặp lại Ngồi xuống cùng nói chuyện Vô cùng vui vẻ Nên những đức nói với vị rằng Cuộc đời con người chúng ta đến với nhau Không phải vì cái chuyện Mà giàu sang phú quý Hay là của cải vật chất gì Đã có duyên gặp nhau Đi con đường chung chung Nhưng có một cái tâm tin tưởng hết lòng đến với nhau dù là nhiều năm không gặp nhưng gặp nhau vẫn như thở nào người thầy đó nói chuyện những đức thầy nói một câu rằng tôi hiện tại ở đồng nai cũng ở trong chùa mà cũng nghe về thầy ở đây rất là nhiều nhưng mà cũng lo trong chùa nên không có đi đâu nhiều bây giờ có cái dịp đi ngang đây sẵn ghé thăm thầy nhưng mà khi nói chuyện cùng với thầy thấy thầy không có khác gì ngày xưa chỉ có cái là thầy bây giờ mập hơn ngày xưa thôi người thầy đã nói những đức như vậy những đức nói mình là người tu học thầy càng tu học thì phải càng đơn giản càng tu học thì mình phải càng gần gũi với tất cả mọi người được sống hoạt bát vui vẻ Thầy cũng mong muốn là những đức Học Phật làm sao mỗi ngày vui vẻ Sống rất tự tại Đối với việc được mắt Khen chê đừng đặt vấn đề nặng nề đúng không thầy Ngày xưa thầy đã từng nêu lên như vậy mà Thì thầy nó cũng tên Đức nữa Những Đức Bên đây cũng là Đức nữa Nên là hai thầy trò ngồi nói chuyện Quý vị khi nghe những Đức kể chỗ này Quý vị thấy rằng Cuộc đời con người chúng ta Dù trải qua thời gian mười mấy hai chục năm Không gặp nhau Nhưng quý vị làm sao Càng học đạo mình phải càng binh dị Gần gũi Dù là cái ban đầu gặp nhau Nó không có lấy lòng với nhau nhanh Nhưng mà cái tình người Khi biết nhau Dù là trải qua thời gian dài Nhưng không thay đổi cái tâm mình vậy mới đặc biệt quý vị à Chứ có những người mà Cái sức mà lấy lòng của họ khi vừa gặp mặt mình nó nhanh cái sự tiếp đón rồi cái sự mà giao tiếp của họ nó khéo quá nhưng mà thời gian chưa được bao lâu có khi tính tình thay đổi cái này thì không đúng rồi chúng ta biết nhau gặp nhau đến với nhau rất thật lòng dù là không còn duyên ở bên nhau nhiều năm rồi gặp lại nhưng khi gặp lại nhau chúng ta cũng ôn lại những kỷ niệm đã qua nói chuyện rất gần gũi rất thăng mập Đối với bất cứ một cương vị của người ta xuất gia hay là cư sĩ Mình cũng có thể giao tiếp được rất gần gũi Nhất là mình trải qua thời gian mà mình có được danh tiếng Thì mình gặp lại người ta mình phải càng hạ xuống gần gũi Vậy thì mới năng Phật Pháp lên được Thì phải nhớ đó Chứ không phải rằng cuộc đời chúng ta Được cái gì một chút Bắt đầu là chúng ta cống cao, ngã mạn kiêu ngạo quên tất cả những bạn bè xưa vậy thì không đúng đâu quý vị à không đúng đâu nên những đứa không qua nói với thầy một câu rằng mình càng học phật thì phải càng đơn giản dễ tính không phải là bê tha mà là chúng ta đối người tiếp vật đối nhân sinh con người chúng ta không có bắt bẻ từng chút một cái gì cần hướng dẫn là hướng dẫn cái gì cần nói là nói nhưng người ta không nghe không tiếp nhận thì thôi chúng ta không đặt vấn đề nặng nề như vậy thì chỗ học đạo của chúng ta riêng chúng ta sẽ có sự tự tại và người nhìn mình người ta cũng muốn học phật theo chắc chắn còn nếu như mình học phật mà ra một con người nặng nề hoặc là học đạo mà nghe một trở thành một con người nặng nề nói chuyện bắt bẻ khó khăn nhìn cái oai nghi của mình áp đặt làm người ta nặng nề khó khăn vậy thì không nên Việc tu hành là việc của cá nhân mình Còn khi đó người tiếp vật là mình phải Thiệt là mở rộng tâm lượng ra Vậy thì việc học Phật của mình nhất định gọi là có kết quả Không phải là học ra trở thành một con người khó khăn đó quý vị à Phải nhớ đó Không phải là học Phật hay học đạo mà là ép tâm mình đâu Không phải đâu quý vị à Không phải là bắt ép đâu tất cả những việc bắt ép đều là phan viên hoàn toàn cũng không phải là mình bê tha hư hỏng cũng không phải luôn nhưng mà mình áp dụng phật pháp để mà mình gây dựng chính mình càng ngày càng tốt đẹp sống trở thành một con người quan hỷ vui vẻ không buồn trách ai để trong tâm cả những việc gì cần nói thì phải nói còn những việc gì không cần nói thì thôi đủ duyên nói thì phải nói không đủ duyên thì thôi nên đại chúng trong chùa sống quý vị thấy rõ ràng không? Có khi những việc những đức sắp xếp Những đức đã hướng dẫn một hai người đó Những đức nói hoài họ nghe Có lần hợp những đức kêu họ Những đức chỉ thẳng họ Những đức phiên họ Nếu đã ở đây mà giữ cái tâm như vậy Vậy thì nên tìm phương hướng khác đi chỉ thẳng Quý vị coi rõ ràng không Khi qua một lượt rồi xong Hội chúng nó càng ổn lại Tại vì sao Vì khi mình sống với nhau là mình phải chân thành chứ Cuộc đời có người mỗi ngày có cơm ăn áo bận Có cuộc sống có phương pháp tu Vậy là được rồi mình còn mong mỏi gì nữa Nhưng mà người ta không chấp thuận Vậy thì người ta miễn cưỡng ở đây để làm gì Nên từ nơi đó Mình nên cho người ta trải nghiệm còn những người nào đủ duyên mình phiên người ta thì mình phiên còn mình thấy mình phiên người ta không được thì thôi cuộc sống con người không có đặt vấn đề gì là mình phải nặng nề cả việc làm gì cũng là mình có duyên và chúng sanh có phước niệm niệm gì chúng sanh thì mình phải có duyên chúng sanh có phước thì việc đó mình làm được lợi ích cho chúng sanh còn nó đặt không đủ duyên không đủ phước thì thôi chúng ta học phật như vậy vô cùng tự tại Mỗi ngày niệm Phật phát nguyện cầu sanh cực lạc Đúng ra cái tâm cầu sanh cực lạc là cái tâm vô cùng an lạc Chứ làm gì có cái chuyện Cái tâm cầu sanh cực lạc mà là một cái tâm nặng nề Cái tâm nặng nề làm sao giảng sanh à, Những đức thấy có những người học đạo Niệm Phật ngộ ghê Mỗi ngày họ cầu sanh cực lạc Nhưng mà họ làm ra một cái hình tướng nặng nề vô cùng Làm gì cái quả báo ở thế giới cực lạc chúng sanh ở thế giới cực lạc mà nặng nề như quý vị chúng sanh ở thế giới cực lạc là người ta quan hỷ người ta vui vẻ người ta không có giận hờn ai để trong tâm cả đó là cái quả báo người ta đạt được khi ở thế giới cực lạc mà mình muốn có cái quả như vậy thì phải cái nhân nó phải tương đồng chứ cái nhân của mình nó sống ở gọi ta bà này nó phải quan hỷ vui vẻ nó không có giận hờn ai để trong tâm Vui vẻ đây là trong cái pháp tu mình tu Mình hướng thiện mình thấy vui Mình hướng đạo mình thấy thích Mỗi ngày tâm mình rộng rang không buồn giận ai Nên mình có cái pháp vị mình niệm Phật Mình hưởng được sự an lạc Vô cùng là phù hợp quý vị Làm gì có cái chuyện mà niệm Phật mà trở thành con người nặng nề Cầu giảng sanh mà nặng nề sao giảng sanh chẳng Cái người niệm Phật mà nặng nề sao giảng sanh Nhân quả không tương đồng Hạt ớt thì ra trái ớt Hạt cà thì ra trái cà Niệm Phật là nhân thành Phật là quả Cái nhân niệm niệm là nhớ Phật Niệm cái hành động của Phật Niệm lời dạy của Phật Niệm cái nhân cách của Phật Niệm ra một con người Sống phải học theo Phật Phật là con người quan hỷ an lạc Tha thứ khoan dung Không buồn giận ai để trong tâm Có những việc Phật làm Vô cùng nhẹ nhàng có những việc Phật làm cũng vô cùng cứng cỏi quyết định Có những việc giải quyết vô cùng ngọt ngào Có những việc Phật giải quyết Cũng rất là thẳng thắn Nhưng mà không lưu trữ trong tâm Hoặc không phiền não nặng nề Chúng ta là người học Phật Chúng ta phải học ra cái hành động của Phật Thì cái nhân niệm Phật Thì cái quả thành Phật Còn hôm nay mình mỗi ngày niệm Phật Nhưng mà tâm mình nặng nề Nặng nề đủ chuyện được cái việc làm tốt đẹp thì cũng không nhận thức được luôn ngồi suy nghĩ bình tĩnh suy nghĩ nhớ ngày xưa cái cơ duyên được làm điều thiện còn không có được bây giờ mỗi ngày được làm điều thiện vậy mà vẫn chưa nhận thức được cái cơ hội nếu mình không phải nương vào ngõ tam bảo cái cơ hội nào để mình làm điều thiện được phương tiện đâu để mình làm điều thiện được quý vị nếu nhận thức được thì thấy đúng rõ ràng Đức chúng như biển cả mênh mông Thí dụ những đức không nương vào ngôi tam bảo không tu hành Làm sao những đức có nhiều phương tiện như vậy để làm việc cái chúng sanh Nhờ nương vào đại chúng mà được như vậy Nên đại chúng cũng phải nhận thức Nhờ nương chúng mà mới được như vậy Khi nhận thức được rồi thì cái tâm của mình rất quan hỷ Biết ơn chư Phật Bồ Tát Biết ơn người thầy hướng đạo Biết ơn đại chúng Biết ơn hòa thượng xây chùa Điều là tâm biết ơn thì vô cùng là quan hỷ Mình được bình yên như vậy mà mình còn không biết ơn nữa Vậy thì làm sao, sao mà Mình niệm Phật giảng sanh hả quý vị Nên những điều chia sẻ này Người trong chùa hay người ngoài đời gì cũng vậy chứ Quý vị là người niệm Phật Thì bất cứ trong hoàn cảnh nào Mình cũng có thể sống vui vẻ được Vì sao? Vì mình tin nhân quả mà Một đời này ngắn ngủi Nó sẽ đi qua thôi mình bây giờ có phương pháp tu biết niệm Phật rồi Không có gì phải lo âu buồn phiền hết Quý vị cố gắng niệm Phật siêng năng niệm Phật Tính nguyện niệm Phật Những câu chuyện như lưu trình trí cư sĩ Niệm Phật giảng sanh Chúng ta đã đọc nguyên văn như vậy Quý vị cứ yên tâm chân thật niệm Phật Chắc chắn có thế giới cực lạc Chắc chắn có Đức Phật A Di Đà Quý vị chân thật niệm Phật Ngài sẽ tiếp dẫn về thế giới cực lạc à, những đức Đọc công đoạn kế tiếp Những vị giảng sanh hôm nay đọc đến công đoạn của lưu trình chi đây là vị cư sĩ thờ của viễn công khi ngài lập liên xã thì trong đó người xuất gia cũng có hàng cư sĩ cũng có cùng nhau tu học mà nêu lên những bậc thượng thủ cũng có người xuất gia và cư sĩ. Những đức đọc nguyên văn, một đoạn văn cũng khá dài một chút cho việc nghe về cư sĩ Lưu Trình Chi này. Niệm Phật giảng sanh cũng rất đặc biệt. Cũng có công cán rất là lớn trong liên xã của ngài Viễn Công. Lưu Trình Chi, cư sĩ Lưu Trình Chi người đời tắng hiệu là trọng tư cư ngụ tại bành thành ông mồ côi cha từ bé thờ mẹ rất có hiếu lớn lên cư sĩ theo học nho kim thông về thiết lão trang tánh ngay thẳng không chiều uống theo thờ tục ban sơ ông làm chức tham quân tại phủ nhà hàng công khanh thấy là người có tài cán trước sau đua nhau tiến cử nhưng lưu trình chi đều khước từ về sau nghe vệ viễn pháp sư ở chùa Đông Lâm tại Lô Sơn đang tu môn niệm Phật Tam Muội nhân thân mẫu quá cố hiếu sự đã xong cư sĩ lên non xin nương ở viện công hỏi đường quan lộc của ông hãy còn cao xa tại sao không tiến bước trình chi đáp Nhà thắng không được bền vững như đá bàn Lòng người lại dễ rã tan như trứng vỡ Tôi chẳng muốn rơi vào vòng huệ lỵ Từ trước ông đã có tánh bất khuất như thế Nên lưu vũ một danh sĩ từng đặt cho ngoại hiệu là dị văn lúc ấy lại có các thanh tín sĩ như tông sát châu tục di chương giả lôi thứ tôn chương thiên tắc vĩnh lần lượt đến lô sơn khi số người cốc hội đã khá đông viện công kiến lập bạch liên xã sức lãnh đại chúng đối với tượng tây phương tam thánh nguyện đồng tu tịnh nghiệp và cho trình chi làm văn phát thể chạm vào bia đá Về sau cư sĩ qua Tây Lâm Cắt một am nhỏ bên bờ suối Bắc Nghiêm giữ tịnh giới Kim hạnh thiền tụng niệm Phật Được nửa năm trong định ông thấy Ánh sáng của Phật chiếu xuống Mặt đất đều thành sắc vàng rồng Lại qua mười 5 năm Trong khi đang niệm Phật Cư sĩ thấy Đức Phật A-di-đà Phóng ánh sáng từ Tướng Bạch Ngọc Hào soi đến mình duỗi cánh tay vàng Buông xuống như tiếp dẫn Và khiến Tắng an ủi Trình chi thưa Ước chi được như lai tay vàng So nơ đảnh Áo pháp phủ nơ thăng con Đức Phật mỉm cười So đầu và kéo áo cà sa Phủ trên mình ông Kế đó không bao lâu cư sĩ lại mộng vào Ao thắt bảo Thấy nước lạnh Giường lóng lánh trong suốt Hoa sen Các sắc đua nở rực rỡ Một vị Đầu hiện viên quan Ngực có chữ vạn chỉ nước ao bảo hãy uống đi Chính là bác công đức thị đấy Trình chi văn lờ vóc nước uống Cảm thấy vị thơm ngon Lúc thức thịnh mùi hương lạ phát ra từ các lỗ chân lông Cư sĩ thật lại các điều ấy và nói với đại chúng rằng Duyên tịnh độ của tôi nay đã đến thờ thành thục Kế đó, sắm lễ thịnh chư tăng tụng kinh niệm phật riêng mình lễ phật vào quỳ xuống niệm hương khấn nguyện rằng do di giáo của đức bổn sư con mới biết được y chánh cõi tây phương nén hương này xin trước cúng dường đức thích ca như lai kế đó cúng dường đức a di đà chánh giác con được sanh tịnh độ Nhờ công đức niệm Phật Và trì tụng Kính này Xin nguyện Cùng tất cả hữu tình Đồng sanh cực lạc Khóa tụng hoàng mãn Cư sĩ giả biệt đại chúng Lên giường nằm nghiêng về tay chắp tay yên lặng mà hóa Thọ được 59 tuổi lúc ấy nhằm năm thứ sáu niên hiệu nghĩa y đây là những đức đọc nguyên văn cho quý vị nghe quý vị một vị cư sĩ tu hành theo đạo tràng của viễn công nằm trong số lượng 123 vị những bậc thượng thụ nên chúng ta biết được pháp môn tịnh độ này dù là quý vị hàng cư sĩ Hay là đủ viên xuất gia Chỉ cần trí tâm Tính nguyện vững chắc niệm Phật Thì chắc chắn Là sẽ được thành thù Phải nhớ Cư sĩ Lưu Trình Chi này Ngài Tụng Kinh Pháp Hoa Niệm A Di Đà Phật duy nhất. Trong công đoạn này những đức đã có coi qua là tụng kinh pháp hoa. Chuyên niệm Phật. Vậy thì tất cả quý vị khắp nơi nơi nhớ là quý vị tụng kinh thì đủ duyên tụng kinh nào cũng được. Có nghĩa là mình đủ duyên. Nhưng quy hước là niệm một danh hiệu Đức Phật A Di Đà, tính nguyện phải vững chắc, phát nguyện sanh về thế giới cực lạc. Chắc chắn rằng sẽ cảm ứng đạo giao. Chứ không nhất thiết rằng quý vị đang tụng kinh nào đó nhiều chục năm mà quý vị bây giờ tu tịnh độ con phải đổi tụng kinh khác không như thế Quý vị đã tụng kinh nào quen rồi Thì quý vị cứ chân thật tụng kinh đó Nhưng câu vật hiệu Thì quý vị nên nghe lời Đức Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Nên công đoạn này Cư sĩ lưu trình chi Ngài sắp sửa giảng sanh Đốt một Nén nhang Ngài cúng dường Cho Đức Từ phụ Bổn Sư Thích Ca Mô Ni Phật và đức đại giác a di đà phật trước là đức bổn sư thích ca muni ni nhờ ngài đã chỉ dạy chúng ta niệm a di đà phật nên lưu trình chi ngài nói nhờ di giáo của đức bổn sư thích ca muni ni mà con ngày hôm nay mới biết được y chánh gia nghiêm tây phương cực lạc thế giới đó từ nơi đó mà chúng ta là đệ tử ngoan Chân thật biết nghe lời Di giáo của Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Những văn tự này Thời gian dài Cả hơn một ngàn năm gì đó quý vị Nhưng mà những văn tự này Vẫn lưu truyền cho hậu thế Nên khi chúng ta mà đọc Những văn tự này để học tịnh độ Thì Tính nguyện tính tâm của quý vị kiên cố lắm những cái âm đức của các vị này Đều là Bồ Tát ở thế giới cực lạc Các vị này đều đã giảng sanh thế giới cực lạc rồi Đã trải qua bao nhiêu thời gian Nhiều người đã nêu lên tên của các ngài Để làm tấm gương cho người học Phật, niệm Phật Nên học theo tấm gương của các ngài Như Huệ Cung, người Lưu Trình Chi này Rồi những vị cư sĩ mà có tên chúng ta đọc trong đây đều là những bậc thượng thủ trong Phật môn. Một đời niệm Phật được thành tựu con đường giải thoát. Nên những văn tự này khi chúng ta đọc để học tập thì yên tâm lắm. Mà văn tự này là do đại lão Hòa thượng thích thiền tâm là bậc tông môn trong Phật giáo là bậc thượng thủ luôn. Ngài là người Việt chúng ta Đã phiên dịch ra Thì chúng ta cứ yên tâm đi vậy. Các vị này có tu có hành có chứng Từ nơi đó Những văn tự này chúng ta đọc để học tập Thì vô cùng là yên tâm vì sao Vì có được sự kiểm chứng Của từng đời chư tổ sư Tiếp tục hoàn truyền Mà bây giờ hơn một ngàn năm Những văn tự này vẫn còn tồn tại Tới đời chúng ta Vô cùng là đủ duyên Sống trong cái thời đại Nhiễu nhớ này Mà chúng ta gặp Pháp Môn Thịnh Độ có lòng tính Và có thể đọc những văn tự Của cổ nhân Để mà mình học theo Đây gọi là thiện căn phước đức nhân duyên Rất dày quý vị à. Quý vị Khi nghe những đức đọc nguyên văn về Cư sĩ Lưu Trình Chi này thì quý vị coi cuộc đời niệm Phật của ngài có nhiều cái điềm lành đặc biệt vô cùng. Mộng thấy Phật A Di Đà, rồi ngài trong lòng ao ước gì? Phật A Di Đà dùng tay xoa đỉnh đầu mình, dùng ý chùm lên thân mình. Đức Phật A Di Đà mỉm cười, dùng tay xoa lên đỉnh đầu kéo y vàng chùm lên thắng rõ ràng đại lão và thượng tịnh không ngài giảng thuyết ngài nói rằng người chân thật niệm phật hữu cầu tắc ứng người chí thành niệm phật là giai sung mạng những tâm nghĩ thiện đều được cảm ứng khi chúng ta đọc những văn tự này thì lòng tin về tịnh độ quý vị càng kiên cố Vì Từng đời từng đời chứ tổ sư là bậc Đại Trí Đã kiểm diệt qua Mà văn tự này tiếp tục truyền thừa đến đời chúng ta Chúng ta đọc những văn tự này để học tập thì vô cùng yên tâm Nên những đức khi đọc một quyển sách Mà của người bây giờ viết Mà không dựa sâu vào lời của cổ nhân Thì Chúng ta chưa đặt được niềm tin Phải từ văn tự của cổ nhân Gọi là thực nhi bất tác Tính nhi hiếu cổ Là phải tôn trọng cổ nhân Học theo cổ nhân Nhờ cái âm đức của cổ nhân Mà chúng ta mới có lòng tin kiên cố được Vì chư tổ sư Đều có tu có hành có chứng Nên những đức lấy những đoạn văn trong mấy điệu sen thanh dịch giả do đại lão hòa thượng thích thiền tâm phiên dịch ngài cũng là bậc có tu có hành có chứng từ nơi đó chúng ta đọc những văn tự này để học tập thì nhất định người nghe tịnh độ lòng tin sẽ càng kiên cố nhưng những văn tự này vô cùng là rõ ràng xác thực giúp cho quý vị chuyên tu tịnh độ phát lên tính nguyện kiên cố những đức chia sẻ tịnh độ trong tâm tư những đức khi nhận thức lời dạy của chư tổ sư cái điểm này quý vị khi văn tự của chư tổ sư khuyên dịch thiệt là gọn cho chúng sanh trong thời đại hôm nay cốt lõi tinh hoa đẩy thẳng vào chiên tu tịnh độ người này chân thật lấy niệm phật làm chánh hạnh mà tu vậy thì chợ duyên như phóng sanh bố thí cúng dường làm điều thiện lành nhất định họ sẽ phát tâm Nhưng chúng ta không có nên đưa đẩy cho họ về những việc Đây công đức phóng sanh lớn lắm nè Công đức này lớn lắm nè Công đức này lớn lắm nè Chúng sanh nó chạy theo những đó Việc đó thì cũng như là kết duyên Tự nhiên cuối cùng rồi Họ lấy Chợ duyên Họ làm Chánh Có nghĩa là chánh chợ Họ không rõ ràng nên chúng ta Niệm Phật Lấy tịnh độ Niệm Phật làm chánh hạnh Chính xác luôn Khi chánh hạnh Đã phát triển Thì trợ duyên như phóng sanh Bố thí cúng dường làm tượng Phật Hay làm tất cả những việc thiện khác Tự nhiên họ sẽ phát tập Chỉ cần chúng ta khuyên họ chân thật niệm Phật Vì những đức tin vào lời chư tổ sư Đã nhắc nhở rằng Pháp môn tịnh độ này là pháp môn mà Cứu khổ, cứu nạn cho nhân sinh khổ đau trong thờ mạt pháp này Chắc chắn Chắc chắn quý vị Đó Từ nơi đó mà mình hướng dẫn nó thẳng đến mục tiêu Tại vì nhiều người cũng niệm Phật Nhưng do gì Nào là chương trình này, chương trình kia, chương trình nọ Nhìn thì cũng rộn ràng vô cùng Nhưng cuối cùng Về cái pháp tu niệm Phật thì họ lại lạc đi tại vì họ không có dụng công điều chuyên sâu niệm phật nên cuối cùng chánh chợ không rõ ràng nên ti tu tịnh độ nhưng vài năm thì bỏ cuộc đây là cái chỗ mà chúng ta nên nhận thức quý vị nên những đức ở ngay trong chùa cứ mỗi ngày chia sẻ với môn tịnh độ ai hữu duyên thì cùng nghe ngày chủ nhật về cũng với người ta niệm phật rồi chỉ người ta phương pháp ở nhà tu rõ ràng còn ngoài cái việc ở trong chùa phiên niệm phật hình như là quanh năm những đức không có chương trình khác tất cả những người người ta làm những chương trình thiện mình đều vô cùng tùy hỷ, nhưng mỗi một con người có chí hướng và những đức cũng phiên quý phật tử nên lấy chánh niệm phật làm tông kiên cố để mà tu đi Thì tất cả những điều thiện nhất định sẽ phát triển Nhưng điều tùy duyên chứ không phan duyên Và chúng ta không bao giờ chạy theo Cái hình thức của người hướng dẫn luôn Chúng ta chỉ là nhận thức Cái việc hướng dẫn của người đó Phù hợp vào cái việc tu của mình Và mình tu có kết quả Thì mình cố gắng mình tu Nên quý vị phải nhớ Những điều những đức chia sẻ đây là nó rất xác thực Và quý vị nghe nguyên văn mà Cư sĩ Lưu Trình Chi ngày kể lại Cho đại chúng nghe và văn tự này được ghi chép lại Ngài được Phật A Di Đà so đỉnh đầu và được Phật A Di Đà lấy y vàng Tắp lên thăng Và Ngài sắp sửa giảng sanh Thì thấy thêm một giấc mộng là Ngài lên tới thế giới cực lạc Đến ngay ao Bác công đức thủy Và Ngài được uống nước Bác công đức thủy Khi Tỉnh dậy Thì toàn cơ thể của Ngài Có những mùi thơm Hương thơm Mà mọi người ai cũng ngửi được Rồi Ngài mới tập hợp đại chúng Ngài nêu lên rằng Duyên sanh tịnh độ của Ngài Đã đến lúc đến rồi Và chào mọi người Ngài giảng sanh Tất cả những văn tự này chúng ta đọc Để gây dựng lòng tin chúng ta kiên cố Chúng ta tính nguyện niệm Phật Chắc chắn giảng sanh Nhờ. Dù người này lúc trước có tạo nghiệp nhiều cỡ nào Chỉ cần người này tính nguyện niệm Phật là chắc chắn giảng sạch Phải có lòng tin kiên cố như vậy đó Nhờ. Tại vì tổ sư dạy rằng là người niệm Phật được giảng sanh hay không là do có tính nguyện hay không Nên mình phải bổ túc cái tính nguyện mình cho thật kiên cố Nhưng khi tính nguyện nó đã kiên cố rồi Thì chúng ta không bị một nhân viên gì lôi kéo chúng ta Mà bỏ một môn tịnh độ hết phải nhớ đó Nên mình á Phải phát triển cái môn tịnh độ này Từ cái lòng tin mình cho thật kiên cố Mình đã niệm Phật rồi Mình không có đặt vấn đề nặng nề Lo âu sợ sệt gì hết Cái được cái mắt gì Mình cũng không bận tâm nặng nề Chỉ cần chân thật đủ duyên Là nhiệt tình làm thôi mình nhiệt tình mình phiên người niệm Phật Mỗi người gieo nhân thì sao thì gặp quả vậy à Mình tin chắc luôn nên cuộc đời tu học mình càng tu thì mình càng tự tại, nhờ càng tu càng thấy tự tại, càng thấy vô cùng là an lạc vui vẻ. Hôm nay chúng ta học đến đây. nguyện đem công đức này hướng về không tất cả để từ và chúng sanh đồng sanh về A độ